trình, mà cái quy trình của cái hệ thống này đã được định hình trong cái làn đạo của chúng ta. Cho nên thật sự thì thấy không, trong mỗi buổi thuyết giảng thì thật sự là chúng ta mình rất là cảm nể. Trong đạo của mình là dự thuyết giảng là hầu như là tất cả chúng ta lứa tuổi nào cũng có hết, nghĩa là mình đang thực hiện cái chữ tu chấp diệu, mình bỏ hết cái bản ngã. Nhiều khi có những buổi thuyết giảng mà thật sự tôi rất là kính nể các cụ lão mà râu bạc trắng ở trên, giống như đồng đạo lớn tuổi ở Phú Thượng A vậy. Hỏi ra thì đồng đạo cho biết là năm nay 85 tuổi đồng đạo. Phải nói gọn là mình rất là cảm nể, nhưng vẫn ngồi đấy, không phải ngồi đây mà để nghe con cháu nó nói để tu học học đâu, mà ngồi đây để kiểm chứng, ngồi đây để hộ pháp, để thực hiện được cái từ là chữ tu nhất diệu, ngồi đây để kiểm tra. Và hơn thế nữa, có những người lớn tuổi ngồi đây, cái hội trường chúng ta ấm áp mình nè. Cho nên điều này là một điều nổi bật nhất là Phật giáo ở chúng ta. Và cũng nhờ cái sự đồng tâm, nhờ đồng lòng, anh em trong ban trị sự đồng lòng với nhau, anh em trong ban quản tự đồng lòng với nhau, rồi nhờ hiệp chí, cùng nhau một ý chí là ngày nay mới tổ chức thuyết giảng. Đồng đạo biết không, mỗi bữa thuyết giảng như vậy đâu phải đơn giản đâu đồng đạo. Coi như là ban chức rất là lo lắng ở mọi mặt đó, mới có buổi thuyết giảng thế này đó, chứ không phải là đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Mà nếu thiếu đi cái sự đồng tâm hiệp chí thì không bao giờ chữ tu chắc chịu được. Ông đồng đạo nhờ có tổ chức thuyết giảng thế này thì chúng tôi mới có điều kiện cùng với quý vị để chúng ta triển khai lời dạy Đức Thầy, thì đấy là chúng ta đã quán triệt thực hiện được cái ý này như chúng ta bàn. Như vậy thì giờ này cái pháp hành đó, cái pháp tu làm thế nào để chúng ta đồng tâm hiệp trí, đây mới là cái vấn đề chúng ta bàn đây. Như vậy thì muốn đồng tâm hiệp trí có hai ý. Ý thứ nhất là mỗi đồng đạo chúng ta phải bỏ cái bản ngã mới đồng tâm hiệp trí được. Còn nếu đồng đạo chúng ta mình còn cái ngã, ai cũng cho mình hay hết trơn, vậy ai dở đồng đạo? Tôi cho tôi hay nè, quý vị phải nghe lời tôi. Rồi ông trưởng ban nói tôi là hay hơn chú, là chú phải nghe lời tôi lớn tuổi là tôi là trưởng ban. Ông thờ kiến nói là ông phải nghe lời tôi nè, tôi cầm sổ sách hàng ngày tôi đi các nơi tôi biết nè. Thì ông nào cũng cái ngã to hết trơn thì lúc bây giờ nó lu bu cái lộn xộn, phải không đồng đạo? Cho nên thực tế nhất đồng đạo nhớ là Đức Thầy dạy là tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Nếu mà ở đây đồng đạo chúng ta còn nhân, còn ngã, còn ta, còn tôi, mình hơn người này, mình hay người này, còn cái này, còn cái kia là chúng ta ở đây hoài, không đi được đồng đạo. Cho nên muốn đồng tâm hiệp chí, yếu tố quan trọng nhất mà theo hiểu của tôi là chúng ta phải về bản ngã. Mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu được mình là giả, nào hay thân vô thường phạm mượn do tứ đại đất nước lược ý thiệt thành, sớm muộn gì cũng bị tan rã. Mình phải nhận định rằng mình là giả, đừng nghĩ mình là thiệt. Không có gì là mình cả đồng đạo, mình là một tổ hợp do tứ đại đất nước cái lưỡi hiệp thành. Mình là một tổ hợp do ngũ quẩn sắc thọ tưởng hình thức hành thức tạo thành, có phải là mình đâu. Nếu nói mình là mai mốt mình chết đi rồi còn gì là mình đâu, phải không đồng đạo? Cho nên để hòa đồng đồng tâm hiệp chí thì đồng đạo chúng ta phải nghĩ đến cái định lý vô thường, tất cả trong tay cũng chết, không phải sống đây hoài đâu mà giành giật mà tranh giành mà hơn thua, hơn cùng thua nhắm mắt cũng ra ma. Mà Đức Thầy dạy rồi, chi cho bạn, tức là giờ này chi cho bạn lúc sống sanh tìm giữ lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hơn là tranh đấu, mà trong bài không ngủ này đã dạy. Cho nên mình quán được các điều đó thì tôi tin tưởng rằng chúng ta mới thật sự đồng tâm hiệp chí cùng với nhau lo cái đạo. Đạo là đạo chung, không phải đạo riêng. Quý vị biết không, xã hội loài người chúng ta, quý vị mà đồng lòng với nhau đó thì người ta sẽ nhìn cái đạo mình, tự động người ta tu theo mình. Ông này mấy vị tín đồ giáo hảo tu hành tốt quá, đồng lòng quá, nào là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, nồi nào là trong ban trị sự không có gây gỗ với nhau, trong gia đình không gây gỗ với nhau, từ đó đó nó sẽ phát sáng, nó sẽ có mùi thơm và người ta sẽ tự động tu theo mình, thì như vậy mới có giá trị. Mà đồng đạo biết rằng đó, chữ tu rất nhiều này chỉ cần một người mà phát tâm tu đó, tức là thêm tín đồ mới. Chỉ cần một người mà phát tâm tu thì biết Đức Thầy mừng biết bao nhiêu mà nó, Đức Phật mừng biết bao nhiêu mà nó. Bởi vì các chư Phật không khi nào rảnh tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Cho nên ở đây mà có một người giác ngộ tu rồi, Đức Phật bên ao sen pháp bảo mừng lắm, Đức Thầy chúng ta mừng lắm. Cho nên đồng đạo chúng ta ráng, mình ráng mà làm hòa, mình ráng mà thuận thảo để dắt chiều người ta tu. Tôi lấy hai chị em bạn thôi, mà nếu hai chị em bạn mà nghịch với nhau rồi đó, các đồng đạo thì đồng đạo đừng có mong mà dắt được bạn mình tu, chứ mình không có đâu. Mình muốn dắt chiều bạn mình tu cho mình bỏ hết chuyện cũ đi, quá khứ đừng có nhớ nữa, cái điều đó đừng có nhớ nữa, mà chúng ta nên làm bạn từ đầu.
mình lột da rồi đúng không? Mình làm cái lột da rồi, mình làm lại từ đầu cái chuyện cũ đừng có nhớ nữa, mà nhớ cái chuyện mới nè, chuyện tích cực nè. Giờ này mình lo khuyên dạy người ta tu thì từ đó người bạn của mình sẽ cảm nhận được mình, ừ thiệt á, từ ngày mà tu Phật giáo hảo giờ con các bạn tốt thế ghê, hồi đó tu xấu với nó, tu hại nó, tu mượn tiền nó không trả, tu làm ác nó, mà giờ này nó bỏ hết trơn rồi, nó tha thứ cho tôi đó. Cho nên từ đó cái động lòng người ta sẽ tu theo mình, thì đây là một cái điều kiện chung mà đồng đạo mình nên với họ rồi. Là xin thưa đồng đạo, bao đời nào mà họ tu cho đồng đạo, tức là nói với Phật giáo hảo họ dị ứng liền, nói tới Phật giáo họ dị ứng, họ không có tu đâu, phải không đồng đạo? Cho nên mình đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự phát triển của đạo ở mọi cá nhân chúng ta. Vì vậy ở đây đó thầy để kêu gọi tinh thần đoàn kết như thế, để mỗi đồng đạo chúng ta, tự bản thân chúng ta mình được hỷ lạc. Bởi vì khi mình mà mình đoàn kết, mình đồng tâm hiệp chí, mình không có còn ý kiến riêng, mình không có một cái sự nhân ngã, thì lúc bây giờ mình vui lắm, hạnh phúc lắm, đâu có phiền não. Phiền não là do đâu đồng đạo? Phiền não là do nhiều ý đúng không? Phiền não là do không nhất trí. Mà nếu nhất trí một ý một thì xin thưa đồng đạo, hãy nói gọn là chúng ta gần như là lúc bây giờ hạnh phúc lắm. Mà đồng đạo nhớ kỹ nha, đồng tâm là phải hiệp, tức là đồng một ý, mà đồng lòng, mà đồng lòng này là lòng, lòng theo lòng của thầy, lấy lời Đức Thầy là một cái căn bản nha, chứ không phải là chúng ta lấy ý của mỗi cá nhân mình. Tức là đồng tâm hiệp trí này là chúng ta phải lấy lời Đức Thầy để cùng nhau xây dựng làm thế nào đó, mỗi đồng đạo chúng ta quay về lời Đức Thầy. Cho nên chính vì lý do đó mà câu giảng thứ ba Đức Thầy mới dạy rất rõ, cái nên đồng đạo đồng tâm hiệp chí chữ tu rất nhiều, rồi lòng hiền giữ vẹn số chịu. Cho nên cái ý tiếp theo muốn nói ở đây, đồng đạo chúng ta muốn thực hiện được các yếu tố này, thì ngoài cái việc chúng ta dẹp bản ngã như chúng tôi đã hồi nãy, chúng ta lấy lời Đức Thầy là một cái chuẩn mực trong đời sống của mình, và đồng thời thì mình sẽ làm sao đạt ở chỗ gọi lòng hiền. Lòng hiền mà Đức Thầy dạy là giữ vẹn, vẹn là trọn vẹn. Và Đức Thầy dùng cái từ sớm chiều, sớm chiều nếu nói về tiếng Lóng gọi là sớm hôm chiều mai, mà sớm chiều đây, cái từ sớm chiều này nó khác với từ sớm chiều mà Đức Thầy dạy là sớm chiều bình đẳng cho lời thượng hành, như vậy là đừng sai. Bởi vì sớm chiều này không phải chúng ta hạn định nó hai buổi, mà sớm chiều mà nếu nói về từ về tiếng Lóng gọi là sớm hôm chiều mai đó, thì sớm chiều này là chỉ trong khoảng thời gian các đồng đạo mới giờ hết buổi sáng rồi đó, tới buổi chiều, ngày mai tới buổi sáng, tới buổi chiều, ngày mốt buổi sáng, rồi tới buổi chiều. Vậy thì ngày nào buổi sáng chiều, không đồng đạo? Vậy là sáng chiều là nói một cái mốc thời gian, cái mốc thời gian sống đó. Có nghĩa là lòng hiền giữ vẹn sống chiều, nghĩa là chúng ta phải làm sao giữ cho trọn vẹn. Nói một cách dễ hiểu là chúng ta còn sống là còn sáng chiều, chừng nào chết hết sáng chiều, chừng nào chết rồi rời khỏi cái quả địa cầu này thì qua thế giới khác đâu còn sáng chiều, không đồng đạo? Ở thế giới này là còn sáng chiều, mà chúng ta về thế giới u minh của Diêm La Vương thì không có còn sáng nữa, mà tối không à, mờ mờ mịt mịt. Mà chúng ta lên cõi trời thì không còn tối nữa, mà sáng không à. Mà chúng ta qua lên cõi Phật là coi như là lúc giờ là không sáng không tối luôn, mà lúc bây giờ là một cái màu hào quang của lục ly hậu phách mã não sa từ xích châu. Vì vậy cho nên mỗi cái thời gian, mỗi cái ước lượng ở mỗi cái hoàn cảnh, ở mỗi cái cuộc sống ở mỗi quả địa cầu, ở mỗi cái nơi thì hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu đến đây thì mình mới nhớ lại là Đức Thầy dạy đây là sớm chiều là chỉ cho khoảng thời gian chúng ta sống ở đây. Vậy thì yếu tố đặt ra qua câu giảng thứ ba này là giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải làm sao để được lòng hiền đây. Mà Đức Thầy dạy muốn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Cho nên hôm nay quý vị chúng ta nhớ kỹ, trong con đường tu của mình, chính vì lòng chúng ta không hiền cho nên chúng ta không đắc đạo, chính vì lòng chúng ta không hiền cho nên chúng ta mới có vụ đổ vỡ chia rẽ ở câu giảng hồi nãy, không đồng đạo? Cho nên chỉ cần lòng hiền là chúng ta sẽ đạt ở chỗ đồng tâm hiệp chí, không? Đây cũng là một pháp tu để chúng ta đạt ở câu giảng thứ hai. Cho nên hôm nay lòng hiền thì muốn đạt lòng hiền về sự là mọi đồng đạo chúng ta phải cúng lại. Bởi vì có cũng lại để nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở các trò giúp phận sự mà làm. Cho nên hôm nay muốn lòng hiền mà chúng ta phải gọn Phật. Quý vị biết không, tại sao mà Đức Thầy dời cái lư hương đến ba lần ở Bảo Định? Lúc đầu lư hương ở bàn Phật, ở ngôi Tam Bảo Đức Ông đặt ở trong á, theo đồng đạo Đức Thầy mới dời đó ngoài.
Đức ông đặt vô trong nữa, Đức thầy mới dời ra ngoài. Đức ông đặt vô trong nữa, thầy dời ra ngoài. Đức ông hỏi, đứa nào trong nhà mà cứ dời được hương hoài vậy? Thì Đức thầy nói, tôi đó cả ơi. Thì Đức ông hỏi là tại sao mà cậu Tư lại dời hương như vậy? Thì Đức thầy nói, bởi vì lưu hương để ngoài, khi mình lại cúng thắp hương đó, một mặt là dễ cắm hương, mặt thứ hai là tâm mình đó gần hương, tức là gần cái tâm. Cho nên lưu hương để ngoài là mình đến gần cái tâm, để chi cho tâm mình hiện. Kính thưa đồng đạo, bởi vì nhang là bán mùi quý trữ, cho nên hôm nay mình đến gần hương Phật đài phưởng bắt mùi hương, để chi? Để cho mình hiện. Cho nên hôm nay cúng là phải hiện. Rồi sau lưu hương là chúng ta phải để nước nè, và sau nước nữa gần ở cái trong vách đó thì chúng ta để bông. Thì đây là một cái hệ thống mà Đức thầy đã dạy rất rõ rồi. Vì vậy nên đồng đạo muốn được lòng hiền thì giờ này phải cúng thôi. Không cúng lại là không bao giờ hiền. Tại sao vậy? Bởi vì nhờ có cúng lại thì chúng ta mới chợt nhớ là mình đã hứa với cụ Huyền là chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Nếu mà không cúng lại làm gì đồng đạo nhớ là mình hứa với cụ Huyền. Rồi nhờ có cúng lại chúng ta mới nhớ lại là mình hứa với Tam Bảo. Rất rõ rệt rồi. Mình đã hứa là nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lắm giữ quy theo mấy ngày tu hiền Phật đạo. Nhờ cúng lại mình mới hứa cái Tam Bảo là mình tu hiền Phật đạo. Nhờ có cúng lại chúng ta mới đọc được là ngũ nguyện cầu. Mình cầu nguyện nào là bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nào là cầu nguyện tất cả được là trí huệ thông minh giải đắc đạo quả. Như vậy thì nhờ có cúng lại thì lúc bây giờ tự mình nói với mình mà đồng đạo nhớ phải cúng lại là chúng ta phải niệm trong tâm nha. Cái thầy dạy lúc cầu nguyện và niệm Phật niệm trong tâm. Vì vậy cho nên khi mà có cúng lại như vậy thì lúc bây giờ chúng ta mới nhớ lại, à hồi đó hung dữ lắm nhưng mà bây giờ hiền à, có cúng lại à, mặc áo chàng vào à, sáng chiều công phu lễ bái mà hung dữ cái nỗi gì đồng đạo, phải không đồng đạo? Rồi hơn thế nữa chúng ta cúi đầu xuống khi mình lại Phật, ngũ thể đầu địa, một cái trán, hai cái đùi gối, hai cái cùi cỏ, chúng ta đụng ở dưới đầu địa là đụng đất á, để làm chi? Để chúng ta hạ mình xuống dẹp cái bản ngã. Lại là phải dẹp bản ngã, lại là chúng ta hạ mình xuống dẹp cái bản ngã. Mà đồng đạo nào mà lại mà chúng ta lòng chưa hiền đó, không dẹp bản ngã là chúng ta chỉ lại cái bàn, lại cái tủ thôi, đâu lại Phật đâu đồng đạo. Mình phải hiểu vấn đề này để chúng ta nhớ vấn đề này để thực hiện. Thì đó là pháp tu thứ nhất để làm chúng ta được lòng hiền. Vì vậy nên lòng hiền giữ vẹn sớm chiều. Pháp tu thứ nhất này là chúng ta phải giữ trọn vẹn một ngày hai thời cúng. Như lời Đức Thầy dạy, muốn cho nên khuya sớm chuyên cần, lòng chí nguyện sở cầu Phật Thánh. Chính tôi đồng đạo mình phải trọn vẹn như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, cái gì làm cho mình không hiền? Bây giờ mình mới là gắn công trình vạch lá tầm sâu coi. Có phải cũng gì mình tham không đồng đạo? Mà cái đại để là tại mình sống. Tại mình sân lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng nói đôi đình, nó có định chừng cho ta biết mà tôn sự trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dễ càng, mới có cuộc tranh tài đấu lực. Rồi hơn tự đắc phe phan giọng sức phải bị người hiềm khích ghét tranh. Rồi thua hổ ngươi làm chuyện bất lành gây nghiệp giữ oan quan tương báo. Rồi trong cơn giận kể gì nhân đạo tỷ như con cọp dữ trong rừng. Lúc này thành cọp dữ rồi, phải không? Cho nên hôm nay muốn đạt cái lòng hiền thì trong nội tâm của người này phải không tham, phải không sân, phải không si mới hiền được đồng đạo. Còn tôi bảo vệ chúng ta còn ham muốn nhiều thứ quá. Cho nên chính vì ham muốn này trên lúc bây giờ thì chúng ta mới phải nói gọn là mình mới là sân. Tham đồng đạo, ham không được thì sân à. Đó là điều đương nhiên à. Bởi vì mình còn tham à, mà khi nổi sân lên thì lòng chúng ta không hiền. Mà Đức Thầy dạy là tỷ như con cầm dưới trong đực. Nhưng mà cái gốc mà do tham sân ở đây thì hoàn toàn đó là mê si, sự tối tâm của muội, tức là vô minh. Tại vì mình tối. Cho nên hôm nay đây là một cái phương hướng để mỗi đồng đạo chúng ta được lòng hiền. Mỗi đạt lòng hiền xin nó lại là chúng ta phải trừ tham, phải trừ sân, phải trừ si. Mà giờ này muốn trừ tham, trừ sân, trừ si thì đồng đạo học tôn chỉ. Coi sân thầy dạy làm sao, tham thầy dạy làm sao, si thầy dạy làm sao. Hoặc giả chúng ta nghe lại các chuyên đề tham sân si mà đội ngũ giáo viên các đồng đạo đã trình bày. Và đồng thời theo cái nguồn thi mà Đức Thầy dạy thì hôm nay Đức Thầy đã khẳng định cho chúng ta biết rằng ta cũng nên bố thí, nhẫn nhục, trì giới để độ tham sân si. Thì rõ ràng đây là cái yếu tố mà mỗi đồng đạo chúng ta được lòng hiền nè. Cho nên trong đời sống của mình, đồng đạo chỉ cần bố thí, đồng đạo chỉ cần nhẫn nhục, đồng đạo chỉ cần trì giới, đảm bảo đó là chúng ta hiền đó, thật sự lòng hiền.
Thôi đồng đạo, có nghĩa là câu giảng này và câu giảng đầu nó mang một cái mốc xích với nhau, bởi hoàn đầu nãy chúng ta đã bàn bữa tí rồi. Cho nên giờ này mỗi đạo chúng ta phải ráng nhẫn trong phần dầu khó nhẫn. Dạ thưa quan chức phận làm dân, câu này ý rất là sâu đồng đạo ạ. Mình phải nhớ ở mọi phương diện nào, đồng đạo chúng ta thuộc dùng câu này cho tôi đi. Dạ thưa quan chức phận làm dân, thì quý vị nhớ cái này cho tôi là chúng ta hiền à. Cho mình đừng có cái gì đó mà nó đi khác lại. Rồi làm dân bá nhẫn thị lương hiền, chữ nhẫn lời truyền Phật thánh tiên. Đức thầy mới đem so sánh là gương trước hướng tầm hàng tính nhẫn, nó không khổ nhập khỏi ưu thiệt. Vì vậy nên một cái người mà có lòng hiền, người này phải là thật sự là người biết nhẫn, cái người nhẫn nhục, và đặc biệt cái người này là cái người trì giới. Trì giới lòng mới hiền. Còn nếu không trì giới, chúng ta còn cà bạ, còn uống rượu, còn chơi bời tới đàn điếm, còn á phiện, hiền cái lòng đó. Lòng mình thế nào mình mới cà bạ, lòng mình thế nào mình nói á phiện, lòng mình thế nào mình uống rượu. Chứ con nào lòng hiền mà uống rượu đâu. Tức là tâm chúng ta nó điều khiển, lòng chúng ta không tốt rồi, lòng chúng ta nó hung dữ, lòng chúng ta nó có tạp niệm rồi, lòng chúng ta có sự đua chen ham muốn gì đó, thì nó khiến bên ngoài chúng ta mới cờ bạc để kiếm nhiều tiền, để là không tốt công lao động muốn có tiền, rồi mới có những cái thú vui vân vân. Về vậy nên giới luật là một yếu tố căn bản để giúp cho chúng ta có được lòng hiền. Quý vị cứ sống theo tịnh giới tám điều nó cấm chúng ta dạy, thì coi như là lòng chúng ta lúc nào cũng hiền. Nói một cách khác, một người nghiêm thủ giới luật thì người này lòng hiền, mà một người hiện tại đang phạm giới luật thì người này lòng không hiền. Mình bàn cái thấy nó sáng đồng đạo, bởi người nào phạm giới luật đạo thấy đồng đạo đâu có hiền đâu. Không, đồng đạo những người phạm giới luật là người dữ đó mà, còn người hiền nó phạm giới luật. Quý vị thấy ông ở xóm mình không, mấy ông lão mấy ông đạo mà cao tuổi mà tu hành mà giới luật tinh nghiêm thấy hiền lắm, trai giới tinh nghiêm thấy hiền, nhìn thấy thương liền, nhìn giống như Phật sống đồng đạo. Cho nên nhiều khi tôi nhìn những đồng đạo mình nó tốt bên ngoài, mình có thanh thoát tính gần không là cảm thấy nó cảm nể giống Phật sống, thì đó là người ta hiền, nó giữ giới trong tịnh giới mà. Còn mình còn phạm cái này phạm kia phạm nọ, nhìn mình là thấy chán rồi, sao hiền được, nhìn cái mặt thấy chán rồi, nhìn thấy cờ bạc rượu trà thấy không thích rồi, làm sao hiền được đồng đạo. Thì đó là một cái quy điều mà chúng ta cần phải hiểu. Hôm nay chúng ta học Phật để đạt được cái câu giảng thứ ba này là lòng hiền giữ vẹn sáu chiều. Và đến câu giảng sau cùng các thầy dạy là xem kinh, niệm Phật, mỉm miệng mà ai. Vậy thì câu giảng này có rất là nhiều ý là những cái pháp tu mà chúng ta cần phải thực hiện. Vậy thì muốn đạt được các yếu tố, cái nội hàm quan trọng cốt cán nhất đó là chúng ta phải xem kinh. Xem kinh mới biết đường hành đạo đồng đạo. Mà nếu không xem kinh biết đường đâu mà tu đồng đạo. Ngày xưa dốt cả bạc, dốt như ông bạc đạt mà còn phải Đức Phật buộc phải thuộc một đoạn kinh 20 chữ. Cờ cần tảo già lam địa thời thời quốc quệ sanh ti vô nhân khách chế diệt khổ thách nhân hạnh. Và đặc biệt bài kệ này không thuộc được, cũng phải thuộc được 2 chữ chỗ quét đất đạo được. Mà nếu hôm nay đồng đạo chúng ta tu lâu rồi đúng không, mà kinh kệ Đức Thầy chúng ta không có xem, chúng ta không có thuộc, mà đồng đạo đắc đạo giống như chúng ta lấy cát mà nấu thành cơm sao được đồng đạo. Vì vậy nên xem kinh thì xin nhắc lại, xem kinh là xem lời Đức Thầy, lời Đức Thầy là kinh. Nam mô Thích Ca Như Lai, Ta Bà Giáo Chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi, lời lành của Phật truyền coi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà kính được đọc tạo. Đọc một đoạn đó trong Nguyện Kiết Thiện thì chúng ta thấy rõ đây là kinh. Cho nên thầy mới dạy là kệ kinh tưởng niệm cho sành, ấy là châu nọc để dành ngày sau. Kệ kinh tưởng niệm đêm thanh, kệ kinh tưởng niệm đêm thanh đó là châu nọc dành ngày sau. Rồi kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật là đành chẳng sai. Vì vậy cho nên kệ kinh theo là để Đức Thầy kệ kinh giờ này là quyển sách giảng thi văn toàn bộ, viết cho Trần Hảo Tờ, đi làm ruộng đẩy bó mờ theo xem, hoặc giả là ra đời dạy dỗ anh em xem quên bận rác đem bộ lòng. Mà giờ này đồng đạo chúng ta tu không có xem là Đức Thầy là chúng ta không xem kinh là không được đồng đạo ạ. Không được đâu quý vị ơi, quý vị suy nghĩ kỹ đi. Nếu như bình sanh một người tín đồ tu theo Đức Thầy, đạo Đức Thảo Thầy, Phật giáo Mão nhiều năm, tôi cho đồng đạo bắt chước đồng đạo mình, chúng ta cũng ăn chay, bắt chước đồng đạo mình chúng ta cũng có cúng lễ, bắt chước đồng đạo mình chúng ta cũng làm từ thiện. Đây là dùng từ bắt chước. Và lúc này mình chưa có xem kinh thì đương nhiên là bắt chước rồi. Thì nếu như vậy là chúng ta không có kết quả đồng đạo, không có kết quả đâu. Mình bắt chước đồng đạo mình là mình tu theo đồng đạo mình đó, chưa phải là chúng ta tu theo Thầy. Bởi vì cái cốt lõi tiện nói là lời dạy của Thầy, quyển sách giảng thiên văn toàn bộ, đây mới là tiền đó.
Còn những các vấn đề khác thì xin thưa đồng đạo chỉ là tương đối thôi. Vì vậy cho nên xem kinh là mỗi đồng đạo chúng ta phải xem lời dạy Đức Thầy. Chúng ta phải khá chí tâm học hành kinh sát thoát nê miệng khắp không bác. Mà Đức Thầy dạy là ta yêu chúng biết đa giảng kệ khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mờ hồ tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Vì vậy cho nên hôm nay muốn đắc đạo, muốn thành công mà đồng đạo chúng ta không xem kinh thì xin thưa đồng đạo rất là khó. Và đồng thời xem kinh giờ này chúng ta phải hiểu rộng một chút, có nhiều cái phương tiện. Nếu đồng đạo có điều kiện mở giảng thầy ra chúng ta đọc từng trang xem từng chữ tốt, điều này thì tôi và Trung Cang đã có làm rồi, rất là tốt đồng đạo. Còn nếu đồng đạo giờ này do cái công việc gì đó, đồng đạo cũng không cần mở từng trang đọc từng chữ, mà đồng đạo nhờ đồng đạo khác đọc cho mình nghe, phải không? Nhờ ban đọc giảng viên, quý vị đồng đạo có giọng đọc giảng rất hay, đọc cho mình nghe được ghi lại trong thầy nhớ, đưa vào cái máy phát. Cái này hồi xưa tôi cũng làm rồi, đồng đạo biết không, hồi đó tôi nhớ xuyên suốt mấy năm. Tôi nghe lời Đức Thầy là ngày ngày đêm đêm, bắt tối ngày sáng đêm luôn, ngủ có nghe, chừng nào ngủ quên thôi đồng đạo. Ngày ngày đêm đêm tôi có làm rồi. Cho nên cái này dễ đồng đạo. Quý cô đi làm ruộng ở trong đồng, đang làm ở nhà thì đồng đạo không thời gian để cống kìa, bắt cái máy phát lên hoặc bắt cái điện thoại lên, bắt cái mời ba lên đó cho hát, hát cho thầy mình nghe, thì đó là xem kinh rồi. Hoặc giả là chúng ta đi sâu hơn, khi mà xem kinh có những cái điều thắc mắc thì chúng ta buộc phải nghe thuyết giảng, phải xem thuyết giảng, nghe thuyết giảng để chúng ta mở nút, nghe thuyết giảng để chúng ta dìu dắt như mình vừa bàn hồi nãy. Thì đó là các cái phương tiện, cái đồng đạo chúng ta đừng cố định ở một chỗ, mà tùy theo lứa tuổi, tùy theo sức khỏe, tùy theo điều kiện xã hội, tùy theo ngành nghề, tùy theo công việc của mình, mà chúng ta phải áp dụng một vấn đề nào đó. Miễn làm sao trong một ngày đồng đạo đừng thiếu là Đức Thầy cho tôi được rồi. Tất cả mỗi ngày sớm hay chiều hay trưa, đồng đạo phải dành thời gian nghe là Đức Thầy ít nhất cũng phải một giờ đồng hồ, ít nhất cũng phải một bài giảng như vậy. Thì chúng ta như đó gọi là xem kinh đó. Rồi đồng thời xem kinh xong rồi Đức Thầy còn giải là niệm Phật. Như vậy niệm Phật là nhớ Phật. Nam mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không bị thật khắc. Vì vậy nên niệm Phật bây giờ này đồng đạo thực hiện rất tốt. Cho nên xem kinh và niệm Phật hai cái này đi đôi với nhau. Vì vậy cho nên niệm Phật thì cái ưu việt nhất mà Đức Thầy dạy chúng ta là niệm trong tứ tướng quy nghi. Bởi vì Đức Thầy dạy nè, ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Chính thưa đồng đạo, gấp lắm, ráng nha, chúng ta ráng. Bởi vì tại sao không ráng đồng đạo? Đức Thầy dạy khuyên niệm Phật mà than rằng chưa rảnh, lúc bắt hồn mất việc cũng đi. Giờ này kêu niệm Phật không có niệm đâu, có niệm chúng sanh không à, niệm danh, niệm lợi, niệm tình. Nhưng mà đồng đạo nhớ kỹ, khi quỷ vô thường đến thì chúng ta niệm không kẹt đồng đạo, niệm không kẹt đâu. Cho nên giờ này chúng ta ráng mà niệm, còn sức khỏe, còn điều kiện, còn khả năng, còn làm được, ráng mà tu. Chứ một khi số vô thường đến rồi muốn niệm Phật sao được. Bây giờ này mình còn sống là chúng ta đang tu tác mà không tu, mà đến khi chúng ta chết rồi mình có tu là gọi là tu quanh đó, tu vòng đó, tu như vậy lâu đắc đạo lắm. Tôi nói nôm na bây giờ này chúng ta niệm Phật một ngày thấy không, cái công đức rất là lớn. Mà mai kia chúng ta chết rồi mình niệm Phật một đời đó, chưa bằng một ngày nữa đồng đạo à. Vì vậy mình có tận dụng thời gian ở đây để bỏ đồng đạo chúng ta rác mà niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, ghi vào lòng sáu chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều ta, đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Kính thưa quý vị, vậy thì có niệm Phật là có hạnh phúc, mà không niệm Phật là coi chừng không hạnh phúc đồng đạo ơi, phải không? Đây là điều thực tế đó. Nếu mà trong gia đình mà vợ niệm Phật, chồng niệm Phật, con niệm Phật thì đó gọi là thần tiên tại thế. Mà nếu không niệm Phật, niệm sân, niệm si, niệm hơn, niệm thua, đó là địa ngục tại trần gian. Đây là cái điều kiện bài học này chúng ta thấy rõ trong cuộc sống. Như vậy thì xem trên niệm Phật, cái quan trọng nhất là cái vế sau là mỹ miều mặt ai. Như vậy chữ mỹ là đẹp, chữ miều là dáng vẻ bên ngoài. Và tại sao thầy dùng là mỹ miều mặt ai? Vậy thì mỹ miều mặt ai đây tôi xin trình bày có hai ý. Ý thứ nhất, ý thứ nhất là chủ thể bên ngoài. Giờ này chúng ta cứ niệm Phật, cứ xem kinh đi, còn cái chuyện bên ngoài ai đẹp, ai nhà cao cửa rộng, ai sang ai trọng gì đó thì cái chuyện có kệ người ta. Chữ mặt ai là mặt tình ai, mặc kệ người ta. Cho nên cũng có những đồng đạo chúng ta không nhìn mình mà cứ nhìn cái nhà hàng bên không à, thấy người ta mua chiếc xe sang sang cho mình cũng, mình nhìn cái mình cũng ước sao mình giống người ta. Thấy người ta cắt cái nhà lầu hai tầng ba tầng cái mình cũng ham giống người ta. Thấy người ta mặc bộ đồ đẹp đẹp, hôm nay đi đám cưới người ta mặc cái một cái đầm đẹp quá cái cũng dồn dồn bắt chước, hỏi chị mua ở đâu ạ, tôi mua giống chị coi. Như vậy là không được.
mình là xem kinh niệm Phật, còn cái chuyện mỹ miều mà hai cái chuyện vẻ đẹp bên ngoài người ta là kể người ta, chứ mình có bắt chước người ta. Tại sao mình không bước bắt chước theo thầy, không bắt chước đồng đạo mình, mà lại mình học tập người ta đồng đạo? Bởi người đời người ta được quyền ăn diện, được quyền là son phấn ánh chen, đó là chuyện người đời, mặc kệ người ta, đừng có quan tâm đến người ta, mình nên quan tâm đến mình là đồng đạo. Cho nên cái từ mặt, tất cả cái từ mỹ miều mặt ai là xã hội này, người ta đẹp đẽ, người ta hơn mình, người ta có giàu có thế nào, chuyện đó chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình là chuyện xem kinh niệm Phật, chuyện của mình là lòng hiền giữ vẹn sống chịu, đây là chuyện của mình nè. Mình phải nhận định cái chủ thể ngay chỗ này. Lúc bây giờ chúng ta thấy thì coi như không thấy, giao lưu ở địa phương xóm chòm, bữa nay chị cắt cái nhà đốt đẹp quá, đến mừng với chị, mừng với chị, đây là mức độ giao thiệp thôi. Chứ thật sự tôi không muốn gì cả, tôi muốn cò đè cò sen, tôi muốn là bảy báo, tôi muốn được về cực lạc, tôi muốn là sau này được hưởng phép thần linh Đức Di Đà. Đâu cảnh này đâu phải là cảnh của mình, cảnh là cảnh giả tạm nào đó, đây là nơi cõi tạm sâu sầu với khổ mà chúng ta lại ham muốn làm gì, thì đó là mỹ miều mặt ai đó, mặc kệ người ta. Đấy, người ta giàu có kệ người ta, ai giàu có thung dung lo liệu như Đức Thầy dạy rất rõ đó. Và nghĩa thứ hai, mỹ miều mặt ai là gì? Cái nghĩa thứ hai này là chúng ta muốn nói chủ thể là mình. Bởi vì nhiều khi đó người ta ưa nói tốt mình, mỹ miều là tốt, nhưng mà phải chữ mỹ, đừng có chữ miều thì đỡ quá. Nhưng mà chữ mỹ này là kèm chữ miều, có nghĩa là người ta nói tốt mình, ta trải mài, nói trải mài thôi người ta không ưa mình đó. Như vậy thì nếu gặp cái trường hợp thứ hai này, người ta nói trải mài, người ta không ưa mình, thì kệ người ta. Bởi vì thầy dạy tu hành nhiều cái chẳng ưa, mà ai dèm xỉm sớm chưa chẳng mạng, người ta thương người ta ghét kệ người ta, ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Hôm nay chúng ta sống là phải sống trên dư luận, chúng ta đừng sống bị động ở dư luận đồng đạo. Nếu trong đời tu đồng đạo mà sống bị động ở dư luận khổ lắm. Cứ lâu tối ngày cứ trong trong coi có ai khen mình không, người ta khen mình, ta nói tốt mình tu ngon lắm, mừng lắm, niệm Phật ngon lành, cúng lại tinh chiên lắm, mà bị người ta chê một hai câu, tấn công một hai vô, chúng ta muốn nghỉ ăn chay, nghỉ cúng bỏ đạo. Vậy là mình là bị động đó nè. Người ta là bình thường thôi, mà tại sao mình bị lệ thuộc như vậy đồng đạo? Cho nên Đức Thầy mới dạy nè, mặt tình ai dèm pha tay tiếng, sửa tâm làm như miếng qua thôn, đến chừng qua nở nhị đơn thì là trần thế mới hồn bẻ qua đồng đạo. Bây giờ qua chưa có nở, bây giờ đang vung, đang trồng, đang bồi, đang tưới nước nè, phải không đồng đạo? Bây giờ này là đồng đạo chúng ta đang bắt sâu, giữ luật là bắt sâu, làm từ thiện là đang tưới nè, rồi chúng ta cúng lại hàng ngày là chúng ta săn sóc, lúc nào hoa chưa có chỗ bông, cho nên người ta mới nói gì nói kệ người ta, phải không đồng đạo? Nhưng mà quan trọng đến một ngày nào đó qua chỗ bông đi, thì lúc bây giờ thế gian mới biết thánh tài, còn giờ này chưa biết đồng đạo. Cho nên mỹ miều mà ai đây thì hai cái ý này mà chúng tôi đưa ra, thì mỗi đồng đạo chúng ta nên nghiệm lại coi hai ý này là mình có hết đồng đạo, mình có hết đó. Tôi thì cũng bị nữa đồng đạo à. Nhiều khi mình đang ngồi trên xe, mình chạy ra gặp xe khác chạy ngang mình đẹp mình, cái mình cái tâm mình nó chuyển động liền, nó lay động liền nào đồng đạo à. Cho nên mình phải chủ động, mình mượn câu luật tự, mình mượn lời Đức Thầy, xem cái là lời Đức Thầy niệm Phật, mượn câu luật tự để chúng ta sống trong chủ động. Và đặc biệt người ta có thương, người ta có ghét cả nào, thì mỗi đồng đạo chúng ta cũng phải cố gắng, thì đó là xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Như vậy thì trở lại có bốn câu giảng này, thì Đức Thầy cho chúng ta biết rằng ước mong đắc đặng quá cù, đồng tâm hiệp trí chữ tu chắc nhiều, lòng hiền giữ vẹn sống chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Chỉ có 28 từ thôi, mà đồng đạo chúng ta khi mình mà trình nghĩ thì trình bày ý nghĩa để chúng ta thấy rõ, khi mà chúng ta chi tiết ra đồng, thì khi mà triết lý là Đức Thầy rồi, đồng đạo thấy cái giá trị không? Giá trị rất là tuyệt vời. Vì vậy nên cái giá trị của bốn cái câu giảng này, thì yếu tố đầu tiên là giờ này, hôm nay chúng ta tu là đồng đạo phải chấp nhận loại bỏ cái xấu để chúng ta đem thay một cái tốt. Hôm nay chúng ta tu là mình phải thay đổi tư tưởng, thay đổi hành vi, thay đổi lối sống của chúng ta. Chúng ta phải chuyển hóa chúng ta từ một con người tầm thường biến thành một con người phi thường. Chúng ta phải chuyển hóa chúng ta từ một phàm nhân trở thành một thánh nhân. Chúng ta phải chuyển hóa chúng ta từ một tục tử trở thành một tiên tử. Muốn làm điều đó không phải là dễ đâu. Tức là phải có một cái sự suy nghĩ như vậy thì đường tu phát triển. Bài học thứ nhất này Đức Thầy dạy chúng ta là mình phải làm từ thiện.
phải làm phước giúp đời thì chúng ta mới chuyển hóa, hoàn thiện mình hơn. Mình làm từ thiện là mình đang hoàn thiện mình. Mình cho người ta nhưng thật sự chúng ta đang cho mình đó, đồng đạo à. Mình cho người ta bằng tiền, bằng gạo, bằng là vải bô, bằng đất cát, nhưng mà người ta sẽ cho mình lại công đức, người ta sẽ cho mình lại tiếng khôn, đồng đạo à. Vì vậy nên mình cho người ta là mình cho cái giả, nhưng mà mình nhận là nhận cái thiệt đó. Đồng đạo phải nhận định điều này để chúng ta cố gắng tinh chuyên hơn, thì đó là bài học thứ nhất. Rồi bài học thứ hai nữa qua bốn câu giảng này, hôm nay chúng ta tu hành, nếu một mình mình đắc đạo là không được rồi. Vì vậy nên muốn được nhiều người đắc đạo giống như mình thì giờ này bản thân mình phải đoàn kết. Đoàn kết trong gia đình mình, đoàn kết trong nội bộ đạo, đoàn kết trong ban trị sự, thì từ đó đạo chúng ta mới càng ngày càng được hướng xa. Bởi vì mục đích Đức Thầy Đại Mã Đạo, Đức Thầy đã khẳng định rồi là biết làm sao lên lưng Bạch Hạc, bay cả trời quý từ bi, hoặc là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vòng hạnh phúc, hoặc giả là viết một ngọn lưỡi này một tắt, đem đạo lành ban đãi nơi nơi, mảng trời trong bá tánh thạnh thời, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Cho nên hôm nay muốn đạt được khắp bốn biển liên dây hòa hảo thì bản thân chúng ta phải thật là cái người thật là hòa, thật là hảo. Hòa thuận tốt đẹp là một yếu tố nhu cầu cần thiết không thể thiếu trong cái sự phát triển cuộc sống con người, từ vật chất, kinh tế, xã hội, chính trị, luôn cả con đường đạo, giúp cho chúng ta phát triển giải thoát. Và khi chúng ta đoàn kết như vậy thì đạo chúng ta từ ở cái đoàn kết, cái quan hỷ, cái hòa thuận, cái đồng tâm, cái hiệp chí của mình mà càng ngày càng vang xa hơn, thì đó là bài học thứ hai chúng ta học được. Và bài học tiếp theo nữa, pháp tu tiếp theo nữa, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải làm sao, chúng ta cũng lại sớm chiều, mình phải làm sao trong tư tưởng của mình phải hoàn toàn là lòng thiện. Lòng chúng ta cái gì hung dữ tà và chúng ta đưa hết ra ngoài. Cho nên đồng đạo, mà trong lòng chúng ta chỉ có từ bi hỷ xả, chúng ta trải lòng từ. Lúc bây giờ trong lòng của tôi và vị chỉ có tình thương, chỉ có thương yêu thôi. Và bài học thứ ba này, ngoài pháp tu lòng thiện thì Đức Thầy còn dạy chúng ta phải xem kinh, phải xem lời Đức Thầy, và đồng thời chúng ta phải niệm Phật. Vậy thì lòng hiền, xem kinh, niệm Phật, đây là cái tiêu chuẩn cần phải có của người tu trong đời sống. Và khi chúng ta lòng mình hiền quá, khi chúng ta lo xem kinh, lo niệm Phật, thì lúc bây giờ yếu tố quan trọng chúng ta sẽ bị bên ngoài tấn công. Cho nên bên ngoài chúng ta bất cập. Cái chuyện bên ngoài họ nói tốt, nói xấu, chuyện là chuyện thiên hạ, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình giờ này đồng đạo phải ráng niệm Phật, phải ráng xem kinh, ráng cúng lạy, công phu hành đạo, đó mới là chuyện của mình. Còn chuyện thiên hạ chúng ta quản không nổi đồng đạo. Người ta giàu có kệ người ta, theo đồng đạo. Người ta giàu là giàu cái giả tạm, còn mình sẽ giàu là giàu cái công đức. Mình là giàu giàu cái thật thọ, khi chúng ta chết rồi thì mình hưởng được. Còn những cái giàu có bên ngoài giống như giàu bông bí thôi, bởi vì nhắm mắt cũng nắm hai tay mà. Đâu ai đâu đem tiền cốt rào non đồng đạo, có ai chết đem căn nhà thôi đâu. Không đồng đạo, đâu ai chết đem đất cát thôi đâu. Cho nên hôm nay mình phải khẳng định điều đó, để mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng thực thi về phương diện nhận thức. Và đồng thời khi mà người ta có trải màn, có nói xấu, có khen, có chơi, thì chuyện đó là chuyện mặc tình thiên hạ, mặc tình ai. Vì vậy cho nên hôm nay mình sống ở đây, xin thưa đồng đạo, không vừa lòng thiên hạ đâu. Bực Phật, bực Thầy mà còn không vừa lòng thiên hạ, hồ chi tôi vậy vậy. Cho nên chúng ta phải ráng sống thế nào đó mà mình cố gắng thực hiện đúng theo là Đức Thầy, đúng theo cái cốc, cái cách mà Đức Thầy dạy chúng ta hành đạo. Sống làm sao mình thấy phù hợp với lương tâm, về là đạo đức con người, sống làm sao mà lòng chúng ta không có thẹn với Thầy, không có thẹn với Phật, thực hiện đúng theo tôn chỉ của Đức Thầy, thì coi như đó là chúng ta đang hoàn mãn sự sống của mình, còn chuyện bên ngoài chúng ta không cần. Như vậy thì cuối cùng nếu thực hiện điều này thì tôi bảo vệ chúng ta sẽ trở thành những thánh nhân tại thế, trở thành những con người hiền lành tốt đẹp, thực hiện đúng theo những gì Đức Thầy dạy. Và từ ở thánh nhân tại thế, những con người hiền lành tốt đẹp này, thì đến cái ngày cuối cùng, cái ngày chúng ta bỏ xác thân này, thì tất cả chúng ta sẽ được cái kết quả như lời Đức Thầy dạy, đó là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính mời đồng đạo. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Thì mình cũng đã làm tròn cái phận sự của mình trong cái lần phân công về đây. Trong cái sự chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định, thì cũng ngưỡng mong quý vị đồng đạo niệm tình lượng thứ của biết thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi rất là kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời, nhất là cảm ơn đồng đạo Hồ Văn Mốt cũng như đồng đạo Lắm, thì đã sắp xếp lịch này đến 3-4 lần rồi đó, đến 3-4 lần đó thì mới đủ cái nhân viên mà ngày hôm nay được về đây gặp gỡ cả đồng đạo. Thì kính cảm ơn các ban trị sự xa gần đến từ các tỉnh khác, cũng như các ban trị sự đến từ tỉnh Long An,
cũng như các ban trị sự đến từ tỉnh An Giang thì cũng đã về đây hộ pháp. Cảm ơn quý vị trong ban quản tự các mạnh thường quân. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu nguyện thắp nén hương lòng, cầu nguyện ơn trên, quay lên Đức Phật, Đức Thầy hộ trì tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng tinh tấn hương tu hiền, thực hiện đúng theo những gì mà Đức Thầy đã dạy. Đó là muốn lên tiên được cảnh tiên, nấp thang vinh hiển thầy riêng cho mình. Từ đây đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật, quả mình biết bao, trân trọng tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.